không lạ đâu. Dạ con quê ở Vĩnh Long á. Vĩnh Long lên đây ha. Dạ. Chú mà cho con ít con cá chạch con chiên lên. Thấy là con thèm quá. Nói đâu. Lấy mình lấy cái con lửa ra đây. Dạ. Mấy nó gốc rồi nó hủy nhau. Hai cái cách vừa. Wow. Đủ đũa phải không? Được không bác Tư? Được rồi đó. Thôi bác Tư nghỉ nha. Thôi mấy cháu làm đi. Dạ dạ. Đánh chốt. Đổ đổ đi. Tao phải đánh chốt. Chết tay nghĩ nợ đâu. Mấy cái đó bị đổ hết hả vô? Giờ lại cái con. Hồi sao chú lâu quá bên kia chắc vệ sinh lợp. Mày vệ sinh lợp rồi đấy sao hết. Đổ cái này cho chú cháu ăn cơm ha. Dạ. Con đó bụng quá. Chú cũng sốt ruột quá nè. Tao biết mày sốt ruột rồi. Không không cũng được. Hôm qua trời không tốt cái thằng thầy. Cá chạch này cũng bự bự ha. Không còn cá chốt. Lợp này đúng là thầy mạnh. Của chám này không dữ. Chú sọt nó đỡ ấy rồi đó. Sọt hôm qua cái nó cá chạy mạnh rồi. Chú này đặt mấy cái chú. Hai cái hai bên cà kè bên vòng. Hai cái. Cá là bự quá. Mười sáu con ký quá trời. 15-16 con ký chú Út. Cá này còn quá hả? Cá này còn bự bự không một trời nắng tốt nữa còn thật là về chỗ đó cũng mát để nắm cá. Dạ. Cá bự bự không cái nhà. Hai cái được nhiều nè. Hai cái được 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 con. Cô ra. Ký cá. Đó hai cái đỡ ghê ha. Cái lựa không? Với 11 cái này. Dạ. Hôm qua chú đâu rồi? Để nó dồn rồi, con cháu tới hàng vậy. Dạ.
cái đó mà nước rút thôi chắc đổ sướng chứ không. Dạ. Ít ra có phải vậy chứ trời. Mấy cái này không mở lên rồi bắt bờ tay. Dính dính còn. Bờ tay đứt lợp không? Thì bữa trước chắc chắn mình đổ chỗ này nè. Cá không nhận cá ngon ngon hết chứ. Bự bự đã đã. Nhiều ghê. Biết cái giờ cá nào sao thôi. Đó chừng khoảng 20 cá như vậy chú cháu mình khỏe à. Giặt này cá tốt ghê. Bên đó còn mấy cá chú đây còn. Không khá nè. Dạ. Ôi. Có lý. Cái bành bành không ha. Cái cũng như cái lửa. Cái ngọt khác này bị đổ. Rồi. Dùng cái kéo không chậm mà nó dọn dấu dắt nghe hai máy rồi. Biết cái gọt nào thì mạnh lên. Bỏ liền. Cái con bừng dưới mồi đó, hai con mồi bên này. Dạ. Hai cái, cả hai chục con. Con cứng. Căng gần cháo đi lọp lọp ấy à chú khỏe à. Ủa cái này còn mấy cái nữa chú? Còn cái nó chạy cái là cống khoảng hai cái nó không chịu chạy thôi, chạy hai cái ba cái nhìn thấy đã ghê chú. Ừ, mau lên bộ. Mau lên ký liền. Còn cái nữa không? Cái này còn lại. Không lượng. Đây cho mình đánh. Hôm qua là đổ một con hai con nữa. Rồi vào lợp. Bây giờ do mình không dám nói nhiều, mình tính giống lẻ. Có cái nữa hết rồi chứ. Hết rồi. Hết rồi. Quên xong. Nhận bỏ chú mát hồi chú đem xuống nha. Ghe con bên đây. Cá, con tốt cá, nắng.
cứ đổ dắt mọi lên thôi nha. Ừ. Mọi về nắng gắt gì mọi chạy cá bự nữa. Nghe nó thì chú đựng không? Khỏi, cầm tay. Nó là cái màu nước này chạy tổn lắm. Màu nước cỏ. Cái mười mấy con, cái mười mấy con. Màu nước cỏ như vậy là cái hôm nó không đóng bận không? Trời ơi. Không lạ đâu. Trời chú Úp ơi. Đã trúng được 5 7 cái như vậy ngon ha. Dỗ giặt này. Đẹp lắm chú chứ. Nè cái lọc cho anh nè con coi nè, từ cái này nè. Chở xuống là nó bóng hết. Dạ. Còn nó đông không? Cái lọc nó bóng hết luôn. Đổ rồi. Rồi con cá nó quằn ít khi nào nó quằn trên này lắm, nó quằn dài dữ nè. Ký mấy một cái lọc. Cái gió đổ quay vô luôn. Quá kinh khủng. Tay cầm máy, tay đổ vô quay. Dạ. Rồi, đem vô xuống gầm. Có cái chốt mà sao chốt? Đổ vô đại hả? Có. Từ giờ cái kiếm ngang là chú biết bị đổ, cái nào bị đổ nào không? Cái này trúng thiệt rồi. Hai cái này là thường chú đổ là 3 kg. Trời. Cái này ký đâu hết. Hơn ký phải vô mấy gà bác sĩ rồi nương 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 nhẹ nhẹ thôi. Ừ. Chú quý thì làm mạnh không được. Cái chốt vô cũng nhóc giờ chặt. Ừ. Còn con nữa cái chốt hết cây có ta chỏ xuống. Quá trời bự vậy. Đại si chưa sống. Có chỗ bán. Cái đây thì chút. Ừ. Rồi, đó. Đó cái cá. Chúng cái lọc cái sướng. Còn trên đây là cá của hai chú cháu làm khô nè. Cá này là cá chết rồi. Nên ớt làm khô. Chỉ làm khô mấy cái con cá chết thôi, còn con cá sống có giá để chú bán. Chú Nguyên lên tiếng rồi đó, thiệt mày Nguyên đồng lọt đi theo nhà gì cũng bốn giò. Không phải là con cá chết không, một cá khác nữa. À. Nay đỡ không chú Tám? Ngày mấy? Dạ. Vậy là có tương lai. Dạ, buổi chiều ngày hôm nay á, mấy chú cháu mình có làm con gà để nhâm nhi và tâm sự chuyện nghề nghiệp. Hôm nay mình cũng có duyên đi chung cùng với chú Tư. Dạ, chưa chú. Chú Tư đây, năm nay chú Tư nhiêu tuổi hả chú Tư? 71 hả chú? Dạ, chú Tư thì cũng đi đặt lọp cá chạch á. Chú Tư ở cũng dưới ghe. Dưới ghe ở dưới thím Tư đây đây. Dạ, chú Tư An Giang. Một con gà với mình lụm một ít cá chạch này nữa là quay quần tối nay xỉn luôn. Còn bên kia thì chú Tư với thím Tư đang cơm.
Dạ chú Tư ăn ít ít hồi chiều bụng ăn với con tí chú Tư. Chú ở đâu mà chú đi phim vậy? Dạ con quê ở Vĩnh Long á. Vĩnh Long lên đây ha. Dạ. Vì ở đây cũng là ở tạm nên mình không có đủ đồ nghề, mình hái lục bình nên để cá. Lát đây cũng của mấy chú Tám với chú Út ở nhờ, người ta đậu bến nhờ thôi chứ không phải của chú Tám với chú Út, nên đồ nghề không đủ. Đây nóng quá chú không chào rồi. Gà mới đẻ. Chưa thấy lên không á, bị đánh đủ không bị á, đủ với anh chịu có kèo lắm rồi. Tiền này là này cho anh em chịu. Dạ. Đánh nó lên không sao. Mà mưa hết hả chứ? Ừ, mưa với ớt. Nhưng mà phải nặng vô miếng canh cá móc mới ngon. Dạ cá có vô canh không nước hay sao? Cái này vậy đó. Cái canh con mua cái da nó bóc mà. Dạ con thấy nó cũ hết rồi. Đủ không chú? Không đủ không lấy thêm được rồi chú ơi. Úc lên tới rồi. Ui da trời ơi, đủ rồi rồi mẹ ơi. Đủ rồi, lại đây là làm nữa à. Cái này là xét hả chú? Ừ. Rồi. Chú Út à, cho con ít con cá chạch con chiên lên. Thấy là con thèm rồi. Em nói đâu à, lấy mình lại cái cô lụi đó đây. Dạ. Mới nhốt nhốt là không biết nhau. Thứ hai có cách vô. Cách vô đủ với cách của Mạc An. Nhặt đôi á. Cái này trời hết tốt rồi đó. Dạ nói vậy chứ nhiều đây dữ lắm rồi chú Út ơi, nhiều lắm rồi. Wow. Đủ đũa phải không? Đủ. Út nè. Ồ như chắc thiếu con đôi rồi quay. Đôi hả? 1 2 3 4 5 lần. Nè, kìa, đôi ở dưới nữa kìa. Bây giờ cái đồ chiên mình để qua bên hay sao? Bỏ trong trong đó. Trong đó để trồng lên cái cá nướng đó đó, đến giờ hàng mà chỉ ứ. Trời. Còn bây giờ chỉ chờ con nước 10 với 25 chứ nước thường thì cũng đâu có nhiều. Ít. Không chỉ giờ đem hai cái để đây mà dở cái bọng người lên là giờ bắt đầu chạy nè. Đâu quá. Xong. Dạ giờ tiết mục ẩm thực đã xong rồi. Giờ đời sống giả mời cả nhà trải nghiệm cùng chú cháu mình một cái buổi giao lưu về nghề nghiệp và công việc. Chứ thứ nhì nữa chú cháu mình mời cả nhà uống bia. Dạ, mời cả nhà nha. Chốc cái chặt đi mày. Rồi nè. Dạ, vô. Vô. Uống bia phải vô vô được. Mát quá hả chú? Điểm quay hiệp. Điểm rồi chưa? Con ngồi luôn chứ quay quay. Dạ. Nguyên con đi cá chạch mà. Mày. Dạ, mời cả nhà nha, ăn cá chạch với mình. Cá chạch tươi ngon. Ê gà nè ông Tư ơi. Chứ nhà mai là con kêu mấy đệ gom lạp ông hết á. Nó nói vậy đó, phải vậy em cài gỡ với ông á nha, em tôi đó. Giúp ông à, ông mà thằng nào mà lấy lộp ông là nó khổ hơn ông nhiều lắm á. Là ổng khổ mà còn lại của ổng khổ hơn nữa. Nó ổng mượn lộp đập đó, ông thằng nào lấy còn khổ hơn dữ nữa. Hồi đó nghe nói chú đập cũng nhiều lắm không chú? Chú Tư á. Ừ. Đâu lúc trước làm lộp tôm nữa. Ừ, uống thường ngày hay uống? Ngày còn khổ mà. Thì mỡ luôn. Ông mạnh hơn ông đó. Mà đặc biệt cái gà xé mình nó mới ngon. Chặt nó mới ngon. Đồ câu câu nè. Mai gà nè, mai cái nhà dùng câu câu. Lát nó lên gà, nó lên gà. Ồ, ồ. Chờ chờ. Dứt luôn, dứt luôn. Vô, 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 vô. Vô luôn đi con, hết lo. Lấy lên đi. Rồi con ốp con gà này lại cái con vô luôn cái này. Đó. 1 2 3 vô. Ba, vô. Vô.
tuyệt vời. Chấm đi chú. Anh dạ. Làm bánh vô. Dạ có nè. Rồi cá chạch chiên ra còn nữa nha. Còn bên đây hai ba con chưa chiên nữa nha. Ngon quá. Đây ngủ là bốn rưỡi kêu thức dậy Út Huệ đó. Ông ở đây đêm hay đêm mày đó. Uống rầu. Ở trời Út xấu. Sao lon tôi đã mất tiêu vậy? Lấy chứ qua sao em. Nãy không có đã la công bố lên là hết lo. Hết năm hai hữu em này vô. Người nào bây giờ hết đi bắt đầu nè. Ta mới khui không mà cứ bắt thì không phải. Trời ơi, ông mới khui là tiên thăm á, tính thăm á. Rồi, khét này hết lo. Lọt hai quá, vô. Nghèo lắm, có cái nhiều cái tích. Mới giờ kêu tôi chiên khô, không nổi rồi, giờ này đến ngủ. Chiên. Từng bước từng chân anh nghe xáo xuyến bồi hồi. Tình yêu đó mình trọn đời lưu giữ nhưng bóng hình và kỷ niệm qua tiên. Bên tiên tề. Sự sống. Em gọi tên anh cũng gọi tên em, hai tâm hồn mình dịu dắt nhau ra lối nhỏ. Có gì chứ? Từng bước bồi hồi mình e thẹn gấp chân mình xa nhau rồi không còn chúng mình gặp chúng mình. Ê chú Út về chú ơi, hồi con về con chạy chạy chắc là dân ổng ngủ kế bên chú nha. Dạ không quẹt tôi hay. Hết rồi là... Đây nè nè bà ơi bà. Thầy hành lý bên lọc, mình. Thầy lọc. Ờ vậy rồi chưa say. Thầy lọc. Nè. Thầy lọc. Tao lấy cái thao. Rồi. Rồi. Chú Út về khỏe nha chú. Rồi rồi rồi. Chơi bời cũng phải chơi. Chơi gà ăn cơm chú. Chơi gà cũng chưa là giọng của mình chắc. Anh nói nè. Tài khá xẻo. Thôi con nghe giọng kế bên chú. Ờ. Thôi bác tư nghỉ nha. Thôi mấy cháu làm đi. Dạ dạ. Nó là lá lách. Nó là lá lách. Nó là lá lách.